Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2020. Công an huyện Triệu Sơn tăng cường kiểm tra xử lý chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Từ đầu năm 2020 đến nay, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông của tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản xử lý trên 81.000 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông giảm chưa nhiều. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 11 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 181 vụ tai nạn giao thông, làm chết 134 người, bị thương 122 người. Trong đó, lỗi do vi phạm tốc độ xảy ra 21 vụ, chiếm 15,6% số vụ, làm 21 người chết, chiếm 21% số người chết, làm 15 người bị thương, chiếm 15,6% số người bị thương. Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê rà soát các bến khách ngang sông hoạt động nhưng chưa có giấy phép mở bến để kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương cấp phép hoạt động theo quy định. Thời gian qua, mặc dù Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh thủ tục cấp giấy phép mở bến thủy nội địa, song do vướng mắc thông tư số 50 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa, nên trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bến khách ngang sông chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động. Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát những bến khách ngang sông đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép để tiến hành kiểm tra sửa chữa, nâng cấp đường lên xuống đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh ký cam kết không điều khiển xe trên 50 phân khối đến trường, tuy nhiên tình trạng vi phạm này vẫn diễn ra. Vì vậy, Công an huyện Triệu Sơn đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Anh Ngô Xuân Long ở thôn 7, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn là một trong số gần 100 trường hợp chủ xe vừa bị cán bộ đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Triệu Sơn tiến hành lập biên bản xử phạt lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, anh Long còn phải viết bản cam kết không tái phạm. Riêng về phần gia đình thì chúng tôi sẽ cam kết là không để cháu tự tiện mang xe đi học nữa. Còn nếu như cháu có muộn học thì sao thì chúng tôi sẽ lai và để cho nó đảm bảo an toàn giao thông. Luật giao thông đường bộ quy định người chưa đủ 18 tuổi trở lên sẽ không được phép lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Bởi những đối tượng này không chỉ nhận thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, mà kinh nghiệm lái xe, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cũng rất kém. Do đó, việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Thực tế, tại huyện Triệu Sơn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông có liên quan đến học sinh và thanh thiếu niên. Do đó, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Triệu Sơn đã tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi tại các trường học nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh gây ra. Hơn 2 tháng tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 5 trường phổ thông trung học và 6 trường phổ thông trung học và một trung tâm giáo dục thường xuyên. Đối tượng chính của đó là cái đối tượng điều khiển phương tiện là xe máy điện. Thì thông qua công tác kiểm tra trực tiếp thì chúng tôi có phát hiện khoảng gần 100 trường hợp, tức là các cháu, các học sinh đi điều khiển phương tiện trên 50 phân khối đến trường. Đấy, thì sau quá trình chúng tôi phát hiện thì chúng tôi cùng phối hợp với nhà trường, cùng đoàn thanh niên yêu cầu các học sinh viết kiểm điểm, mời phụ huynh lên tiếp tục tuyên truyền và ký cam kết. Một số trường hợp thì chúng tôi sau quá trình thống nhất với nhà trường thì chúng tôi có tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài tiếp tục phối hợp với các nhà trường, duy trì kiểm tra trực tiếp tại các nhà trường phát hiện học sinh đi xe máy đến trường, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Triệu Sơn sẽ lên danh sách những trường hợp tái phạm để nhà trường có biện pháp kỷ luật và xếp loại hạnh kiểm. Mặt khác, yêu cầu gia đình kiểm tra giám sát con em mình không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.